Thấy bài thi bài chưa? Dạ rồi ạ. Bạn tự làm chứ không có chép ở đâu ra hay chưa? Cái này rất là đơn giản nha. Mình học rồi, cô chỉ lấy những cái phần mà mình học rồi mình làm thôi. Đâu có gì khó khăn đâu, đừng có chép nha mấy bạn nha. Cô ơi, cô, cái bài số 2 là mình viết theo dạng công thức hay là mình viết theo cái dạng mà viết được chữ cô? Viết chữ hay đâu Dạ. Ủa cô, bài 3 mình phải vẽ hình chữ nhật luôn hả cô? đúng rồi, học bên đây mở cao lên đi học Minh. Cô đổi cái số giống như nó nhỏ nhỏ chút xíu. Dũng ơi, con làm thi bài chứ Dũng. Cố làm mà cô. Con làm cái bài xong rồi con nộp đó, chứ không phải là con để ở chế độ là đang làm bài, nó treo cái bài đó đâu nha. Bạn Bảo Nhi đó nha, bạn Bảo Nhi. Cái bài mà cô muốn tiền mo là cái gì cô? Thì Tiền bạn mo tự biết. bài bài tiếng Anh mà con, từ mới mà Không, từ này từ cũ mà cô. thế là cái Mình từ học đã qua. học rồi cái này có rồi chứ không phải ở đâu hết trơn á. Dạ đúng rồi. Là trong phần từ vựng á. Rồi tuần này đầu tuần nha, cô nhắc nha mấy bạn học tập trung nha. Giáo viên mời phát biểu bạn chung mấy bạn mở mic mấy bạn trả lời liền giúp cô nha. Cái tuần rồi là giáo viên gọi gọi tới gọi lui là mấy bạn mới mở mic đó. Và cô sẽ kiểm tra vở ghi thường xuyên đó nha. Cô, cái thực đơn, cái bảng mình ghi, cái bảng mình chọn thức ăn mà muốn cô. Không, cái từ thực đơn đó Chị Minh mở cao lên chị Minh ơi. Cô cho con viết một bút đỏ được không cô? Tại vì mẹ con mượn viết đó mà mẹ con để quên dưới quê à cô. Có một cây viết thôi hả? Dạ con chỉ có mỗi một cây viết màu xanh thôi à. Không biết nữa đi đâu. Viết màu xanh với lại một viết màu đỏ. Rồi.
Ủa cô có khẳng định con có thể viết hoa được không cô? Ý viết tắt được không cô? Thì con dùng trong câu khẳng định đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Cái Thôi con chữ viết chữ khẳng định. đi. Viết chữ đi con. Dạ. Rồi có mời bạn Thanh Hải mở mic đi Thanh Hải ơi. Anh Hải ơi mở mic đi cô khảo bài nè con. Alo. Cô chưa có nghe đó con. Chưa có nghe được hết Hải ơi. Cái mic cô đã nói. Cái mic đã bị như vậy bao nhiêu lần rồi mà sao con không nhờ phụ huynh chỉnh lại con? Có ai ở nhà không? Có cô ở nhà không con? Hải, có ai ở nhà không? Có cô ở nhà không? Con nhờ cô xem cái mic lại cho con đi. Cô, bài 2 này mình có cần phải lấy ví dụ không ạ cô? Bài 2 á. Không con. Dạ, cho hỏi thêm nữa ạ cô. Vậy cái bài 3 mình vẽ một bút chì hay là một bút bi ạ cô? Vẽ bút bi đi. Vẽ bút bi luôn nha. Làm bây giờ tập làm bằng bút bi thì Vâng ạ, có cả bức cơ. alo, cô Hồng ơi. Dạ, nghe rồi chị. À, cô nghe Hải nói không cô? Dạ nghe chị nói rồi đó chị. Dạ dạ rồi, tại vì nó chỉnh cái chỗ trên cái laptop đó, chỉnh không đúng chỗ. Dạ, bây giờ nói được rồi nha cô. Dạ. Dạ. Bà Hải ơi, con ấy đi, cô khảo bài con nha. Cái chỗ này mới được. Tắt mic đi. Đâu rồi Hải ơi, mở mic đi, cô khảo bài con. Dạ. Dạ rồi. Nghe rồi con. Giờ bài 1 nè, trả lời cô nè, thực đơn. Đâu rồi Hải? Dạ. Thực đơn. Bài số 1 từ vựng này con, thực đơn. Tiền thối lại. Hải ơi, con có biết không? Không. Con không học bài tiếng Anh hả? Con, bài này cô khảo mấy ngày rồi đó con. Con học bài chưa? Chưa. Dạ chưa. Ôi cô, Không học bài vậy? đây đi. Coi Bài cô, AD, đấy lấy ra là 3 cm đó cô, con kẻ ra. Sao con thấy kỳ kỳ lắm cô? AB là 3 cm. Mà AD là được mà 6 cm. được mà được con vẽ được mà con vẽ đi con vẽ con xem lại những khi con vẽ sai đó đọc kỹ đề là dạ làm nha rồi Hải dạ ơi bài này là cô khảo hôm mấy bữa trước rồi nha con cô đã viết báo bài cho con mấy lần rồi đó rồi bài số 2 con nhớ con có học bài số 2 chưa nêu cách dùng sum any cho cô nè Hải ơi. Yeah. Cách dùng. Vậy là con đi học mà con không học bài gì luôn đó hả Hải? Vì trong lớp con có ghi chép bài không?
Có. Dạ có. Có ghi chép bài đầy đủ hả? Sao con không học bài? Bài này là cô khảo, cô viết báo bài con 3 4 lần ngô định nha. Rồi bây giờ chưa thuộc cái này chép lại cho cô 10 lần nha con. Dạ. 10 lần đó chứ không phải 5 lần đâu, 10 lần. Nha. Rồi nếu mà hôm nay con không có nộp đầy đủ cho cô thì ngày mai tăng gấp đôi nha con. Rồi con nhắc Hải nè, con học bài nghiêm túc, buổi sau cô khảo bài tiếp con đó. Nghe không? Yeah. Rồi tắt mic đi. Cô mời Quốc Khánh. Dạ. Mic lên. Dạ. Rồi trả lời bài số 1 nè con. Thực đơn. Menu. Tiền thối lại. Nhìn vào cái đề nha, không có nhìn ra dưới vở nha con. Con chưa thử cô. Món tráng miệng. Tiền bo. Nước cam. Sữa. Không thuộc từ nào hết luôn á hả Khánh? Đây là có con thường hết rồi. Khánh ơi, mới đầu tuần nha Em con. biết cái Nha. Mới đầu tuần mà mấy bạn làm cô giận rồi đó. Khánh, bài này là khảo mấy bữa rồi nha Khánh ơi. Con học tiếng Anh không có được thì con phải học từ vựng chứ. Mình học yếu tiếng Anh mà phải học từ vựng thuộc mới làm tiếng Anh được chứ con. Rồi 10 lần luôn nha Khánh nha. cô ơi, cô ơi, giờ cho con cho con mở cửa cho mẹ được không cô? Mẹ con mới đi làm em về Rồi cô. Khánh Linh ơi. Khánh ơi mở mic lên con. Dạ. Con thuộc bài chưa? Con có học bài tiếng Anh không? Con Dạ nãy giờ có. con nghe cô nói không? Dạ có. Chép phạt mấy lần? Dạ 10. Rồi. Khánh ơi con học yếu tiếng Anh mà con phải siêng học tiếng từ vựng vào như Khánh nha. Như vậy là không có được nha con. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Ủa, Tắt coi mất cái đi. bài ba là mình tính cái nào trước cũng được đúng không cô? Được, chu vi trước hoặc diện tích trước gì cũng được hết á. Dạ. Cái bài tiếng Anh này là đã khảo mấy bữa rồi mà bây giờ mới sáng ra là có 2 bạn mà thấy là không vui rồi đó nha. Rồi con mời bạn Vũ Phong mở mic. Dạ cô. Bài 1 con thực đơn. Thực đơn là menu cô. Tiền thối lại. Tiền thối lại là Bảo Nhi ơi, chỉnh cái camera trước nha Bảo Nhi. tiền thối lại là chen cô. Tiền bo. Tôi cô tiền bo là chip. Hóa đơn. Nhận thức cô. Hóa đơn là check of bill. Nước cam. Nước cam là orange juice. Nêu cách dùng Annie không? Annie xong Annie. Này là Cô hình như bạn bạn thì ra bạn Vũ Phong trả lời sai cái phần hóa đơn hay thực đơn gì đó cô nghe nó kỳ kỳ thế sao? là sao con? Hóa đơn nãy cũng không trả lời gì vậy con? Giờ hồi nãy là hóa đơn bạn nó là check up view á, con không hiểu á.
Nhớ con thấy trong nhớ cô dạy đâu dạy từ đó mình như là bạn nói các bạn điêu các bạn ý là có hai loại đó con, có hai từ đó con. Thanh Linh có hai từ đó Thanh Linh. Rồi rồi Vũ Phong trả lời tiếp đi con. Dạ thưa cô, cách dùng and nên là để so với từ số nhẹ với động từ nhiều. Là sao? Cô ơi, con có thể viết tắt học sinh được không cô? Con không viết tắt gì hết đó nha Đà ơi. Con viết bình thường ở đây, giống như là viết bài thi vậy đó. Dạ. Vũ Phong ơi, trả lời tiếp đi con. Vũ Phong, đâu rồi? Dạ thưa cô, ba. Anh trả lời. Dạ thưa cô là cách dùng any là tính với những động từ mà không đếm được cái cô. Những thứ mà không đếm được như nước cái cô. Ủa làm sao là bây giờ nè xong với anh đi nó có nghĩa là gì nè? Hả? Dạ. Cô nhận động từ kệ kệ nhiều mà không đếm được số của hình dạng cô là cộng danh từ không đếm được đó hả, phải không? Dạ. Rồi gì nữa? Dùng trong câu nào? Dạ tôi cô là dùng trong câu nhiều cô. Ôi cô, những câu mà có những thứ mà động từ không đếm được. Con mới trả lời rồi. Còn ý nào nữa không? Đó cái ý đó con mới trả lời xong rồi đó. Cô dùng xong rồi chung là bài. Dùng trong câu nào nè, dùng trong câu nào. Nghĩa thức con là thừa dùng trong những câu. Dùng trong những câu như dạ cô em xong rồi chị em mới cắt cam được bài được không ạ? Rồi bạn nào xong thì đọc bài lập nha. Vũ Phong ơi, con học tiếng Anh cái phần này con học tiếng có kỹ không? Dạ. Nha. Các bạn đang học cái phần này cho cô nha. Rồi bài số 3 con làm tới chưa vậy? Dạ rồi. Dạ đang rồi. Làm. Rồi học cái mình có thể tắt bao nhiêu? Diện tích bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô, diện tích là bằng 18 cô. Chu vi. Chu vi là bằng 18. Rồi. Rồi cảm ơn Vũ Phong. Con học cái phần bài thứ hai, phần sau đó con học chưa kỹ đó nha, con chép hạt đó nha Vũ Phong nha. Bạn nào mới hỏi cô? Ôi cô, có biết xong cô cho tất cả một bài nha cô. Rồi. Quốc Khánh ơi, hồi lát nữa cô thấy con làm bài 1, bài 2, tức là con làm dối đó nha Quốc Khánh nha. Con làm cái bài cho đúng nha Quốc Khánh ha. Rồi cô mời Khánh Trinh. Dạ cô. Rồi. Con nêu cách dùng sum any cho cô đi con. Dạ thưa cô, sum any cộng danh từ số
cộng danh từ đếm cộng danh từ số từ cô cộng danh từ đếm được cộng danh từ đếm được số nhiều sao mini cộng danh từ không đếm được sao dùng trong câu khẳng định và câu hỏi và câu hỏi mời would you like any dùng trong câu phủ định và câu hỏi ạ. Con có thuộc bài hay mình đọc vậy? Dạ con thuộc nhưng mà con không có nhớ rõ cô. Để con nhìn luôn hả? Dạ không. Rồi cách dùng in con. Dạ cô đợi con tí cô. Dạ thưa cô in trong câu phủ định và câu hỏi in cộng danh từ đếm số ít ta dùng mạo từ in với các danh từ bắt đầu bằng a o u i. Hết được thiếu. Thiếu. Ta dùng bắt đầu bằng nguyên âm a o e u i. Hết rồi cô. Rồi thật đơn nè. Vậy thôi cô làm menu. Món trắng miệng. Vậy thôi cô là trang. Món trắng miệng nha. Món trắng miệng. Vậy thôi cô là dessert. Nước uống. Okay. Nước uống. Vậy thôi cô là drink. Sữa. Dạ cho cô là meal. Thức ăn. Dạ cô. Thức ăn. Thức ăn. Dạ cho cô là food. Rồi. Cảm ơn con nha. Con để con học bài. Con về cho con đi uống thuốc đi con. Con uống thuốc rồi con. Rồi đi nha Khang. Rồi cô không có xe bài nữa nha. Bạn làm xong bạn nộp nha. Hôm nay có một số bạn là chưa có thuộc môn tiếng Anh đó. Mấy bạn học tiếng Anh mà mấy bạn không có tập trung gì hết. Thôi con thuộc tiếng Anh rồi cô. Rồi cô nhắc lại lớp nè, nguyên cả lớp luôn nha. Tuần này mình học tập trung nha. Và giáo viên gọi trả lời thì mình bật mic lên mình trả lời liền giúp cô nha. Yeah. Nha, đừng có để giáo viên gọi tới gọi lui hoài nha mấy bạn nha. Dạ. Good morning teacher. Morning teacher. Good morning teacher. Cô chưa có vào, từ cô đang vào chưa tới mà. Con thấy cô tới mà cô. Cô tới là rồi. Cô chưa có kết nối thằng. Cô chưa kết nối thằng.